Xin chào bạn, Apple Watch Series 7 được giới thiệu là có màn hình lớn hơn 20% so với thế hệ cũ là 456 SE. Nhưng mà sau một tuần sử dụng, mình cảm thấy là cái 20% này nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Cụ thể là như thế nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi trong video so sánh này của mình. Tại sao mình lại nói cái 20% và kích thước tăng lên trên màn hình của Series 7 nó không có nhiều ý nghĩa? Thực sự là như vậy, nếu như các bạn không để các cái mặt đồng hồ mà có hình hiển thị tràn viền toàn màn hình hay là những cái mặt đồng hồ mới Contour của Apple giới thiệu với các cái chỉ số nằm sát viền thì thực sự là các bạn rất là khó để thấy cái kích thước màn hình lớn đó. Đặc biệt cái điều này nó xảy ra đối với các cái màn hình mà Apple làm tối góc hay là các cái phần mềm Apple làm tối góc. Bản thân Apple khi mà giới thiệu các cái Apple Watch thì họ đã cố gắng làm một cái UI UX của Watch OS với các cái góc và các cái viền nó là màu đen. Màu đen của cái tấm nền OLED nó rất là đen, nó đen và nó chìm vào trong cái viền bezel, dẫn đến là người dùng rất là khó để có thể phân biệt và nhận ra cái ranh giới giữa viền màn hình và cái viền bezel. Cho nên là cái điều này nó vô tình lại làm cho cái màn hình của Series 7 không khai thác được cái thế mạnh của mình. Những cái mặt đồng hồ mà nó đen viền hết trên Series 6 và Series 7 mình sẽ mở cho các bạn xem ở đây. Nó làm cho cả hai cái mặt này hoàn toàn giống như nhau. Sự chênh lệch về các cái icon kích thước còn lại ở bên trong bằng mắt thường là chúng ta sẽ không có thể nào phân biệt được. Đó. Tương tự như vậy cho tất cả các mặt đồng hồ mà các bạn thích. Ở đây mình sẽ có các mặt đồng hồ phổ biến đó, như là cái mặt đồng hồ chữ số nè, numeric, rồi mặt đồng hồ chữ số dạng bình thường, mặt đồng hồ hiển thị mà dạng như mà có mặt toàn mặt trắng á, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự tràn viền ha. Đó, nhưng mà cái màn hình cũ nó cũng không phải là tệ. Đó, cái cách mà Apple bo cong và cái độ dày của nó vẫn ở trong cái ngưỡng mức nào chấp nhận được. Nhưng mà chỉ cần các bạn đổi qua cái viền đen là nó giống nhau y chang luôn. Đó. Rồi, hay là như cái mặt đồng hồ mà đo tốc độ như này. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều những mặt đồng hồ Apple cố gắng làm với các cái viền, các cái góc và các cái cạnh nó tối. Đó, dẫn đến là người dùng rất là khó để mà thấy được cái sự khác nhau. Rồi, đó là về mặt đồng hồ ha. Bây giờ mình sẽ vào những một số cái phần mềm mà chúng ta hay sử dụng. Ví dụ như cái phần mềm về tin nhắn chẳng hạn ha. Bằng cái cách bo góc và hiển thị các góc tròn với một cái nền tối, chúng ta sẽ không có phân biệt được nhiều. Đó, có lẽ là cái hiệu quả giữa cái màn hình lớn nó mang lại thực sự là không có cao. Đó. Mình sử dụng và mình sử dụng Series 7 xong mình quay lại mình dùng Series 5 gốm, mình thấy nó không khác biệt là mấy. Hay là những cái phần mềm như là phần mềm tập luyện thể dục thể thao là cái mình hay dùng nhất, nó chìm trong một cái nền tối. Các cái con số trên Series 7 nó to hơn một chút nhưng mà không có nhiều ý nghĩa. Đó, nó vẫn rõ ràng, trên Series 5 nó vẫn rõ ràng, nó vẫn to, nó vẫn đủ to. Cho nên là sau thời gian sử dụng thì mình thấy là rõ ràng cái màn hình tăng 20% trên Series 7 nó thực sự nó sẽ tốt cho ai đó chắc là chưa có Apple Watch. Thì các bạn mua mới, các bạn mua Series 7 các bạn sẽ được thừa hưởng lợi rất là nhiều. Còn những người dùng bình thường mà các bạn đang sở hữu nhất là Series 6 á thì chắc là các bạn sẽ cảm thấy là nó rất khó để nhận ra cái sự thay đổi này. Và nếu như các bạn không khai thác những cái mặt đồng hồ mới sát viền hay là các mặt đồng hồ về hình ảnh, mặt đồng hồ chân dung thì khó mà thuyết phục các bạn là phải nâng cấp từ 6 lên 7. Đó, ok, đó là video mình chia sẻ nhanh về cái kích thước màn hình lớn trên Series 7 thì nó sẽ như thế nào. Anh em có ý kiến gì về cái màn hình của Series 7 hay không? Còn thắc mắc hay là còn muốn mình làm cái test gì trên Series 7 thì hãy comment và chia sẻ mình ở dưới nhé. Bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.